với sản lượng AirPods Pro. AirPods và AirPods Pro của Apple đang bán rất tốt, khiến Apple vừa yêu cầu chuỗi cung ứng tăng cường sản xuất hai mẫu tai nghe này. Theo Nikkei Asian Review, Táo Khuyết đã gửi thông báo đến các nhà sản xuất và chuỗi cung ứng của hãng với yêu cầu tăng cường sản xuất cả hai mẫu tai nghe không dây. Riêng AirPods Pro được yêu cầu tăng gấp đôi sản lượng. Luxe Y Công ty, công ty phụ trách sản xuất AirPods Pro với các nhà máy tại Trung Quốc được yêu cầu tăng sản lượng từ 1 triệu chiếc lên 2 triệu chiếc mỗi tháng. Mẫu AirPods thường với vỏ sạc không dây do gớt Tết lắp ráp tại các nhà máy ở Việt Nam cũng được Apple yêu cầu tăng cường sản xuất, mặc dù mức tăng thấp hơn so với AirPods Pro. Tai nghe không dây hiện đang là sản phẩm có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của Apple. Các nhà phân tích dự đoán, táo khuyết có thể đạt doanh số 200 triệu chiếc hàng năm. Đầu tháng này, báo cáo của Bloomberg cho biết, Apple sẽ đạt doanh số 60 triệu chiếc vào cuối của năm 2019 nhờ sự bùng nổ của AirPods Pro. Doanh số AirPods có thể đạt 80 triệu chiếc vào đầu năm 2020. AirPods Pro hiện đang được bán với giá 249 đô la Mỹ, với các tính năng mới như khử tiếng ồn chủ động và pin có thời gian chờ lên đến 30 ngày. AirPods có giá 159 đô la Mỹ.